Thưa quý vị khán giả, nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm, đó là những nhận xét của những người xung quanh về trưởng ban công tác mặt trận thôn Nà Lẩy, xã Bộc Bố, huyện Bắc Nẵm. Anh là Hoàng Văn Piai. Anh là một tấm gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2015-2020. Anh Hoàng Văn Piai, sinh năm 1989, tham gia công tác mặt trận khi tuổi đời còn khá trẻ. Từ năm 2013 đến nay, anh được tín nhiệm giữ cương vị là trưởng ban công tác mặt trận và hiện tại đồng thời là bí thư chi bộ thôn. Sinh ra trên mảnh đất vùng cao còn nhiều gian khó, nên anh luôn đau đáu với suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo cho bà con nơi đây. Anh đã gương mẫu tiên phong trong các phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất. Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoàng Văn Piai đã vận động tuyên truyền người dân trong thôn tham gia các mô hình, các chương trình dự án như chăn nuôi trâu, bò, vỗ béo, trâu sinh sản. Hiện nay thôn Nà Lẩy đã có 10 hộ mạnh dạn chuyển đổi trồng lúa ở những chân ruộng cạn thiếu nước sang trồng cỏ voi để nuôi trâu, bò, vỗ béo. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, anh đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp trên 40 ngày công lao động làm đường nông thôn mới. Anh cũng vận động bà con xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm. Mà có cái văn bản từ cấp trên xuống thì bản thân tôi cũng chủ phối hợp với tất cả các thành viên ban mặt trận và là trưởng thôn thì cũng động viên vận động tất cả các hộ những cái công việc ở địa phương thì cũng rất là nhiệt tình tham gia. Để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong thôn, anh Piai cũng luôn phối hợp vận động bà con tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bài trừ những loại hình văn hóa phẩm độc hại, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ban mặt trận tổ quốc thôn cùng các tổ chức hội đã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, động viên các hộ gia đình tạo điều kiện tốt cho học sinh đến trường học tập. Nhờ sự năng động, nhiệt tình và hiệu quả trong công tác, anh vinh dự là một trong 45 cá nhân trong toàn tỉnh đã được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020. Thôn Nà Lẩy vừa qua đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đồng chí đã phát huy thực hiện các chỉ đạo, các mặt hoạt động tại thôn bản phải nói rất hiệu quả, vận động nhân dân hiến đất làm đường. Do vậy thì ngay địa bàn của ông hiện tại thì phải nói rằng là về kinh tế, rồi là về phong trào, rồi là những cái đời sống văn hóa phải nói là đến lúc này phải nói là thay đổi đáng kể so với trước. Thời gian tới, trưởng ban công tác mặt trận thôn Nà Lẩy Hoàng Văn Piai mong muốn có nhiều cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình trong công tác vận động, tuyên truyền người dân. Với những thành tích đã đạt được và nhiều phẩm chất đáng quý, tin tưởng rằng anh sẽ luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.